Chào mừng các bạn đến với chương trình phân tích và dự báo giá vàng của website câu lạc bộ triệu phú.com. Thì nhìn trên đồ thị của biểu đồ vàng trên thị trường thế giới, chúng ta thấy rằng hiện tại thì biểu giá vàng đã được bị nén rất là chặt ở trong cái biểu đồ ngày, và đây cũng là thời điểm cuối năm năm 2015. Như vậy thì thị trường đang đợi những tín hiệu và những sự khởi sắc cho đầu năm mới, và thông qua một biểu đồ vàng khá là đẹp, đó là mô hình hai đáy đang có xu hướng hình thành. Để có thể thực hiện được cái việc kinh doanh và vàng vật chất trong nước, thì chúng ta thường biết rằng là vàng vật chất trong nước có một cái mối ảnh hưởng và cái mối quan hệ so với thị trường vàng thế giới. Vì vậy mà khi thị trường vàng thế giới có sự tăng trưởng hoặc là có sự giảm giá, thì thị trường vàng trong nước cũng có sự ảnh hưởng theo. Như vậy để cho các nhà đầu tư để thực hiện cái việc kinh doanh mang lại cái hiệu quả cao nhất, thì chúng tôi xin chia sẻ một số nhận định về thị trường vàng để quý nhà đầu tư có thể thực hiện cái việc phân tích và theo dõi để kinh doanh mua bán vàng vật chất trong nước tại các ngân hàng hoặc các tiệm vàng một cách hiệu quả. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng là trên biểu đồ ngày giá đang nén chặt. Như vậy thì và một cái dấu hiệu khác nữa là cái biểu đồ mô hình hai đáy của biểu đồ ngày. Như vậy thì chúng ta hãy phân tích như sau. Khi giá mà nó phá được cái ngưỡng, có nghĩa là hiện giờ giá đang nén, nhưng nếu khi giá nó phá được cái ngưỡng 1089, hay nói cách khác là giá sẽ giá vàng trong những tuần cái tiếp theo này, nếu mà giá đóng cửa trên 1089 thì sẽ định hình một cái xu hướng tăng trưởng trong tháng giêng năm 2015. Như vậy thì thời điểm nào chúng ta có thể thực hiện cái việc mua mua vào hoặc là bán ra? Thì trước tiên các nhà đầu tư có thể chờ đợi các tín hiệu thị trường. Khi nào giá của giá vàng thế giới nó phá được ngưỡng 1089 thì đó là thời điểm thích hợp cho các nhà đầu tư thực hiện cái việc mua vào vàng vật chất để đầu tư. Thì đó là cái dự đoán trong cái giai đoạn mới. Hy vọng rằng với cái tư vấn và sự hỗ trợ của chúng tôi, quý nhà đầu tư có thể thực hiện cái việc kinh doanh một cách hiệu quả. Ngoài ra, quý nhà đầu tư có thể thực hiện download cái ứng dụng dự báo giá vàng mà chúng tôi đã được gửi cái đường link ở trong phần mô tả ở dưới cái video này. Thì nhà đầu tư có thể download về, cài ứng dụng trực tiếp lên máy điện thoại, máy tính bảng, xài hệ điều hành iOS hoặc hệ điều hành Android. Thì với cái ứng dụng này, nhà đầu tư có thể thực hiện cái việc xem giá, xem nhận định, nhận được các tin nhắn phân tích về chiến lược của đầu tư. Ngoài ra thì cũng có thể trắc nghiệm được những các kiến thức về thị trường vàng trong nước và quốc tế để đầu tư mang lại cái hiệu quả. Hy vọng rằng với cái sự hỗ trợ và các cái chuyên mục hữu ích của chúng tôi như thế này giúp ích được nhà đầu tư mang lại cái hiệu quả kinh doanh cao nhất. Và đừng quên thực hiện cái việc subscribe ở kênh chúng tôi để nhận được các cái video phân tích giá vàng một cách nhanh nhất. Chúc các nhà đầu tư kinh doanh hiệu quả và thành công. Xin chào tạm biệt.